ngày mai ta xa nhau rồi. Từ nay những ký ức sẽ ở lại bên em. Giờ xin giữ mãi những tiếng ngọt ngào, dịu dàng ấm êm anh trao lời yêu. Vì lời yêu đó sẽ mãi giữ ấm cho tâm hồn em. Đường em đi hôm nay sẽ vắng bóng anh đi cùng. Chẳng còn những tiếng nói hàng chuyện trò bên em. Giờ còn lại đây giây phút thật buồn, giờ mình phải chia tay trong nước mắt. Một lần sau cuối xin tiễn người đi về nơi chốn xa rồi. Vì con tim em yêu anh nên sẽ không cần phải hứa đâu anh. Và em luôn tin đôi ta khi xa nhau vẫn nhớ nhau. Phút giây vui buồn nào được bấy lâu, vẫn luôn nguyện cầu trọn đời có nhau. Và tình yêu em cho anh sẽ thắp sáng cho niềm tin. Vì con tim em yêu anh nên sẽ không cần phải hứa đâu anh. Dù cho nay bao phong ba chia đời ta cách xa, vẫn mong vẫn chờ vẫn hoài ước ao. Tình luôn tỏa sáng như những vì sao. Và em tin có một ngày em lại được bên anh. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Nhận được cái yêu cầu của một bác khách đang quan tâm tới bộ sản phẩm Denon CX3 và cặp loa Elux 310.2Z. Cái bộ sản phẩm này thì cách đây khoảng 3 hôm em cũng có đăng tải một clip vừa giữa ampli và CD của Denon CX3 khi mà phối ghép với cặp loa Elux. Thì cái bác khách này cũng rất là thích, yêu thích cái bộ sản phẩm này. Tuy nhiên cái nhu cầu của anh thì sẽ khác so với khách bình thường một chút. Đó là anh không cần chơi tới cái CD, và anh muốn thay cái CD bằng cái đầu giải mã phù hợp để có thể kết nối và chơi nhạc số. Thì trước giờ em bán Denon CX3 thì em luôn tư vấn cho khách hàng bên em, đó là sử dụng những hệ thống DAC của TIC. TIC thì nó sẽ có cái thiết kế kích thước chiều rộng nó nhỏ gọn, thì khi mà các bạn đặt với Denon CX3 thì nó sẽ đẹp. Nó sẽ đẹp, các bạn nó sẽ cân đối. Còn nếu mà các bác mua những căn đầu DAC nó kích thước nó to quá hoặc nhỏ quá thì đặt vào nó cũng không được đồng điệu cho lắm. Và ngày hôm nay clip này thì mục đích gửi tới bác khách cái tổng quan của bộ sản phẩm mà bác đang quan tâm, cũng như là các bác sẽ được nghe thử cái chất âm của bộ sản phẩm này mà đang được bác khách rất là quan tâm. Về cả ba thiết bị này thì bên em đều có bán lẻ các bác nhá, đều có bán lẻ hết, với chiếc ampli Denon CX3 khiển zin hàng đẹp xuất sắc là 12 triệu. Còn con TIC UD503 kia bản chính hãng hàng lướt thì đang có mức giá là 13 triệu. Còn Elux 310.2Z sẽ đang có mức giá là 27 triệu kèm chân đế. Thì bác nào quan tâm tới cái cả bộ này cũng như bất kỳ một cái thớt nào trong cái bộ sản phẩm này thì có thể liên hệ tới bên em sẽ bán lẻ cho các bác. Tuy nhiên ampli thì có thể còn, DC TIC có thể còn. Chỉ có một bộ duy nhất TIC thì TIC hết là hết các bác nhé. Hoặc cặp loa Elux hết là hết, còn ampli thì vẫn còn. Vì cho nên là nôm na là bộ này nếu mà bác nào kết thì có thể xuống tiền ngay để sở hữu được hệ thống đẹp nhất, bao gồm cặp loa Elux cực siêu mới này. Elux là một trong những cái dòng loa đến từ thương hiệu đến từ đất nước Đức các bác nhé. Vì thế cho nên cái chất loa về cái thiết kế cũng như chất âm rất là đỉnh. Ampli Denon CX3 là một trong những hệ thống ampli mini mà chúng ta ví như những chiếc hệ thống ampli mini high-end với cái thiết kế cực đẹp và tối giản. DC của TIC tất cả sẽ tạo nên một cái bộ sản phẩm cực đẹp và tuyệt vời các bạn nhé. Về cái hệ thống này thì loa và DC thì có hộp, còn ampli thì là sẽ không có hộp các bạn nhé. Cực đẹp luôn, chúng ta sẽ kết nối giữa DC và ampli qua cáp RCA. Và chúng ta sẽ kết nối loa ra cái phần công suất ra hai vế loa ampli CX3 thì sẽ chơi được một cặp loa.
các bạn nhá. Bộ này rất là tuyệt vời, đẹp nhưng mà lại có cái thiết kế nhỏ gọn nhưng mà chất các bạn. Chất âm rất là hay, cũng như là đồ, như các bác chơi đồ chơi âm thanh thì các bạn có thể thấy là đồ âm thanh châu Âu thì nó vẫn là sự đẳng cấp. Thiết kế của châu Âu với Nhật kết hợp rất là tuyệt vời. Hỏi từng con sông, đời
đường buồn. Thời mẹ vui hơn mà lệ tràn dưng dưng, dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Bước qua dòng sông hỏi từng con sông